Nước súc miệng giống gì nha. Không, nước súc miệng riêng mọi người mua về thì mọi người cần súc thôi. Còn Su phải uống luôn nha mọi người. Không, em nuốt luôn cái chai vô trong. Su kêu Cát Thi nuốt thử một cặp bao tay đi Su. Trời má ơi má, rồi con ngồi nuốt vô cái ỉa đường nào bà nội. Trời ơi con này nó khùng dữ chứ trời, nó bình luận gì khủng điên vậy. Ai biết nó là ai. Kêu nuốt cái bao tay. Ồ thì nuốt bao tay. Khùng, nuốt bao tay rồi tôi đau bụng rồi Su. Tay em tay voi mang dừa không? Dừa má, cái tay này bự chà bá luôn. Không, cái này là dành cho voi mà em mua bán luôn nha. Em yên tâm, ở đây này mấy chị bán bánh tráng lực nữa. Yên tâm, hàng nào cũng có. Con sale live stream 20 lần vô mấy gì vô mấy hồi người mù với mẹ à điếc thành phố Hồ Chí Minh rồi mẹ. Ok. Ủa? con xe vô đi con, tới đâm hẹn mày xe vô trong mấy cái hội đó rồi sao người ta coi lại chim mày khùng quá trời. Trời ơi là trời luôn á, mất dạy còn mù sao cho Facebook. Không, người ta cũng hay lắm á ha, người ta bây giờ có mấy cái bàn phím mà hồi hộ người ta hay lắm. Bây giờ mấy người đó bao tay em mang chân vừa không? Em mang dừa luôn, em về em mang thử đi, cứ mua đi rồi đưa hai tiền đàng hoàng rồi em mang về thử, muốn làm mẹ cũng dù được hết trơn. Em dụ cũng được, nó khủng nó điên hoài cứ đặt hàng. Cọc, tự bao tay nó mang chân à trời, nó khủng dữ vậy trời, con này, ngoan cố. Một nửa đi. Một nửa của tôi. Sao nát anh hùng nhiều lông, mày xạo. Nhiều lông vậy. Nó măng mọi người. Chị Su hỏi được. Trời ơi trời, chị cho có bánh tráng đi kìa. Thuyền. Có bánh tráng nữa nha quý vị nha, rồi nhiều sản phẩm lắm nè, màu mắt nữa nè, hộp màu mắt nè ha, màu mắt này là Dan Molu, màu mắt này tên là Dan Molu nhiêu tiền hả ta, màu mắt Dan Molu này là 79.000 nha, màu mắt tươi xanh quý vị, tươi xanh, sang chảnh. Rồi. Không, bánh tráng này chị không có like đi Su. Chị like đi chị. Không, chị ơi, chị like đi, lát những cái quà mà chị lựa đó là miễn phí. Yeah, chị like. Mọi người ơi, bánh tráng nào em like được rồi chị. Mọi người ơi, đây là bánh tráng xì ke, bánh tráng sỉ nha quý vị nha. Một bịch như vậy là 400g, chỉ có 50.000 thôi nha. 400g 50.000 quý vị ha. Còn là bánh tráng cuốn vô hũ luôn, và đặc biệt mọi người nhìn nè. Trời ơi, tôm khô nó đầy ở dưới đây luôn. Một hộp như vậy là cũng 50 luôn nha. Sale vừa bán vừa tặng, vừa khuyến mãi, vừa cho, vừa biếu nha. 50 đồng giá đặt cái gì bánh tráng cuốn, comment bánh tráng cuốn, bánh tráng xì ke bịch lớn, comment bánh tráng xì ke bịch lớn mẹ nha. Đúng rồi chị, tùy mấy ngô hai hũ là 1 ký đó chị. Cái này quá trời. Cơm trái khô gà nửa ký là 90.000, 1 ký là 150.000 nha. Rồi, đặt hàng để lại số điện thoại giùm em chị ơi. Mọi người số điện thoại nha, chứ không phải là số điện thoại công an phường nha. Để cho điện rồi cái người ta hỏi alo ra ai điện đâu nó cũng nó đi. Không biết được trả lời. Mọi người ơi, tiếp tục bao tay mọi người. Bao tay này một cặp như thế này là 59.000. Làm mềm tay móc rất là ok. Và đặc biệt mọi người làm mềm tay mọi người móc cống nó vẫn suôn sẻ bình thường, đặc biệt nha mọi người nha. Chị Thi ơi, em móc hầm cầu được không? Vẫn được, em cứ mạnh dạn làm, mua về em làm gì làm. Nguyễn Nhung ơi, có mua cho chưa làm với không? Mạnh dạn Nguyễn Nhung mà, có bảy. Bữa nay nó không vô coi like ta. Trời ơi con này nhắc hoài. Không, nhiều khi chị Chư Hà Vi bấm ngoài coi đó. Vậy để tát nó vô. Tát nó vô đi. Đó, Nguyễn Nhung. Nhưng bây giờ cái món này món đặc biệt mà nói mà không mua tội nghiệp nó. Nè, Nguyễn Nhung nè. Đâu, Nguyễn Nhung. Comment vô rồi đó. Nguyễn Nhung ơi. Đây, có mua chưa? Nguyễn Nhung ơi, đây. Bao tay của Nguyễn Nhung đây. Làm mềm tay. Em nhớ cắt móng tay ngày hôm bữa em nói cái tay xước xước chày chày nha. Em ơi, nhớ dưỡng tay gọi con nói với này. Mua đi con ơi, cái này con nên xài nè. Trời ơi, cái này ứng dụng cho con tốt lắm luôn á. Quả thôi con mua con để dành cho mấy cái người ta gọi là gì chị? Mấy cái người lui tới của mình á là gì? Khách hàng phải không? À, khách hàng. Khách hàng của con. Trời ơi, mua đi con, mềm tay lắm. Ủa, nó còn đi khách nữa. Có đi khách. À, đi khách cẩn thận. Thôi đi khách, nếu mà nó đi khách rồi mình đừng có kêu nó mua bao tay nữa. Con qua uống thuốc rét bé đi nghe, để ngừa HIV nghe không đó. Mua bao tay thay bao cao su được không? Được nghe, xài được 5 lần, mỗi lần mình cắt ngón mình xài. Rồi mọi người ơi, đây là chùm tóc giả. Mọi người có thể làm nhiều khi trước khi nè mọi người biết không, sau khi mình vô khách sạn rồi thì mình tay chân mình sẽ bị lu bu thì mọi người mới mua nè, mọi người bới lên rồi để mọi người quyết định làm việc cho nó rộng ràng này kia nọ, rồi mua bao tay mọi người móc luôn nha. Ủa đít lai cái gì lần này là bao tay à? bao tay trời ơi, cả nhà ơi, chia sẻ từ giờ mọi người đặt hàng như thế nào rồi, lẹ lẹ đó mọi người, thời gian có hồi hạn nha. Cảm ơn mọi người, bây giờ tới giờ chị em tôi hả
ăn cơm sườn. Ăn cơm sườn rồi mọi người. Hẹn đi ăn cơm sườn. Bye bye mọi người. Đã ghê á. Đã phải không? Ồ đã. Cái này đáp đảm. Mọi người này ngày cuối lần này là cái cuối cùng Linh Anh nói thiệt luôn. Mọi người nên mua set Dubai đi, thiệt sự rất thơm nha. Có ai chưa mua không? Giả gì thế. Rồi. Mặt nạ nè, mặt nạ HA nha. Ừ quên, nãy có nhiều người hỏi mặt nạ HA mà em nói là cuối giờ em lên giá. Mặt nạ HA dưỡng trắng da cực kỳ tốt, xe khích lộ chân lông nha. Một hộp như vậy tới 20 miếng, xài được 20 lần. Một hộp 20 miếng nha mấy chị. Gì vậy thế? Xe khích lộ chân lông mấy chị. Chúng có xe khích tùm lum tùm la. Đánh gãy sống mũi Linh Anh rồi em mua. Trời ơi. Trời đất ơi. Em ơi em, chị là tôi sống mũi thiệt cơ. Bây giờ nè, cứ kêu chị tán sống mũi thiệt á. Cái thi lồi con ốc kìa. Con này nghe lồi con ốc kìa. Ốc nào? Ốc nào? Không sao đâu, mọi người mua đồ móc tay đi mọi người. Mua bao tay để móc đi mọi người. Chứ thật sự em nói thiệt, lâu lâu em qua đem livestream chơi với con Su. Mà em thấy mọi người không mua cái này uổng lắm. Em thấy cái này là đặc biệt nhất luôn. Mỹ Nhung, Mỹ Nhung. Mọi người ơi, em đang đánh serum của Su nè. Serum căng da đó quý vị. Cái đó là serum căng da. Mấy em có mấy khách là mua một chai rồi, sử dụng rồi và quay lại mua tiếp và mua dự trữ nữa đó quý vị. Giống như sợ là em sale sau này hết hàng á nha, là mình về mình cứ nhỏ lên giống chị Cát Thi vậy đó quý vị. Sau đó mình thoa, mình massage da mặt mình ra đó, rồi mình sẽ cảm nhận và đặc biệt mình sử dụng tốt nhất đó là trước khi đi ngủ, mình xài xong mình ngủ sáng dậy da mặt mình rất là căng. Bây giờ chị rớt đây rồi chị ngủ luôn. Rồi đặt cái đặc biệt nha mọi người, hộp bao bì hộp rất là đẹp luôn cả nhà, nhìn rất giống như một, rất là sang nha, nhìn rất giống như là cái gọi là cái thỏi son hay là một lắm, mọi người. Cái chai dưỡng chất đó, cũng chẳng thua gì sức thôi không có lương lớn nha. Đừng uống nha chị. Mọi người mua bao tay mọi người ơi. Bao tay này là 59.000 một bao, dưỡng da đàng hoàng, da tay em không có giỡn đâu, em đang nói thiệt. Mọi người đừng nghĩ em giỡn cái bao tay nè. Mọi người ơi, giờ vàng phim Việt cho nên mọi người nên mua nha. Nên mua Dubai nha cả nhà, nên đang nói thiệt. Dubai nên mua. Dubai còn nhiều mua má mà nó quảng cáo quá trời vậy. Em quý vị có rồi nó nợ hàng. Đây là Shopee quý vị. Shopee thấm liệu Susu, mọi người có thể lên đó mua nhau gì nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ mua bao tay ủng hộ các bạn nha mọi người. Bao tay mọi người ơi, 59.000 một cái set bao tay như thế này rất là đẹp. Không ai mua hết được kìa. Cái gì lớn giờ hết vậy? Nguyễn Nhung, Nguyễn Nhung ơi, Nguyễn Nhung luôn. Chốt đơn, luôn. Chốt đơn. Ép buộc luôn. Ok, rồi. Mẹ mua tay đi Nguyễn, chốt đơn, Hiếu Nghĩa chốt đơn, Mất Bi chốt đơn, Ghiền ăn cháo gà, Ghiền ăn hủ tiếu, hủ tiếu chốt đơn. Su, Hona gì đó, Minh Hoàng chốt đơn hết cho mấy đứa luôn nghe. Chị ép luôn. Rồi ép luôn, rồi mấy đứa không đưa số điều kiện chị nhắn tin suốt ngày luôn đó. Ok vậy. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi livestream của Su Su. Su Su, Cát Ti, Linh Anh, Tào, chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Chúc mọi người. Nhớ nha, nhớ buồn. Ê, ba dưỡng tay kìa. Trời ơi, trời ơi. Ba dưỡng tay kìa. Cảm ơn mọi người, trời ơi, có người đã mua. Chị Nguyễn Thu kìa, khách quen, coi coi lô tô luôn đó. Trời ơi, cảm ơn chị Nguyễn Thu. Ủa chị Nguyễn Thu ô môi hả? Chị ô môi luôn. Ok. Trời ơi chị Nguyễn Thu. Trời ơi. Chị đã mua được cái này, chị thông minh sáng suốt. Trong giới chị em mình phải mua. Em nói thiệt phải mua. Không mua là nó rách ben ben. Chết luôn. Ủa chị giá. Trời ơi là trời. Nghe lời em. Nó xót. Nó xót đó. Con còn bao nhiêu set? Con còn bao nhiêu set? Bao nhiêu set chết mẹ rồi. Gửi cho chị đi. Em nghĩ chị nên mua hết đi. Tại vì cái hàng này, cái hàng này chị em mình không mua, mày mua ở đâu. Hàng này dành cho ô môi với mình. Cảm ơn mọi người, nhớ ủng hộ sớm nha. Cảm ơn mọi người.